Indonesia hôm 27 tháng 12 nâng mức cảnh báo nguy hiểm đối với một ngọn núi lửa đang phun trào, trước đó gây nên một trận sóng thần làm chết hàng trăm người. Nhà chức trách cũng đã mở rộng khu vực cấm tiếp cận xung quanh núi lửa Anak Krakatoa ra tới 5 km, tăng lên từ 2 km. Họ cảnh báo người dân tránh xa bờ biển, sau khi hơn 400 người tử vong vì sóng thần đêm ngày thứ bảy. Một số người trong số gần 22.000 người phải tạt cư do thảm họa này, được trợ giúp để họ bớt lo sợ về một trận sóng thần khác. Một người mẹ cho biết con của bà giờ cảm thấy sợ hãi khi trời đổ mưa và sợ sóng biển cuốn đi. Nhà chức trách nói mưa xối xả vào ngày thứ Năm đang cản trở công tác tìm kiếm hơn 150 người vẫn đang mất tích và làm tăng thêm lo ngại về lũ lụt.